Xin chào quý vị đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà liền kề, nằm tại mặt ngõ Đằng Hải, chỉ từ 1,6 tỷ. Ngõ rộng, ô tô đi vào thoải mái. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Căn nhà xây với diện tích 36m², thiết kế 3 tầng liền kề, phong cách tân cổ điển. Chúng ta có thể thấy, nhà đã được xây cao hơn so với đường phá, đáng kể. Phòng trường hợp mà ngõ có cải tạo lại, mặt trước nhà đã bao gồm cửa cuốn điện, thêm cửa kính cường lực hai cánh, chắc chắn. Nhà hướng Đông Nam, pháp lý sổ đỏ chính chủ. Hiện tại, nhà đang có người sử dụng nên hơi nhiều đồ một chút. Bên trong là không gian bếp với tủ bếp gỗ đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng. Cầu thang nhựa, mặt đá cao cấp. Tầng 1 còn được bố trí thêm một nhà vệ sinh, thuận tiện cho việc sinh hoạt đông người. Cùng đi theo mình lên tầng 2 căn nhà nhé. Tầng 2 cấu trúc bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Phòng ngủ vừa vặn, xinh xắn, có thể thấy chủ nhà đã kê cơ số đồ nội thất mà không gian vẫn vừa mắt. Nhà vệ sinh đã đầy đủ để sinh hoạt, chất liệu hoàn toàn của hãng Inox. Lên tầng 4 với thiết kế phòng thờ, sân phơi. Căn nhà nằm ở khu Đằng Hải, tiện ích khu vực rất thuận tiện, cách sân bay Cát Bi chưa đến 1 km, cách vòng xuyến Vua Banh 200m, gần trung tâm hành chính quận Hải An, bệnh viện đa khoa Hải An, trường học các cấp, gần ngay chợ Lũng Đông. Căn nhà đang được chào bán với giá chỉ từ 1,6 tỷ. Khu Đằng Hải này khó tìm đâu được căn nhà nào như này mà mức giá đó lắm quý vị ạ. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.